Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch, con giáp này sẽ là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho biết bao nhiêu người phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể trọng và kính phục. Những quý gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa tốt bụng, họ sống đơn giản mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bên ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại vô tình đắc tội với một trong những con giáp thành công và giàu có nhất trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch thì sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Vâng, và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện nội dung của chương trình Phong thủy Gia Cát, và sau đó là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tháng 4 cho tuổi Hợi trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy giăng lối. Người tuổi Hợi làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Hợi làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn là có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu nhiều các khoản lớn, nhỏ vào trong việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Hợi tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế quý gia chủ cần phải học cách cân bằng giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần. Nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này phương diện tình cảm gia đạo không được tốt, với những người tuổi Hợi chủ về gặp chuyện buồn và thiếu hòa khí.
Những gia chủ tuổi Hợi đã yên bề gia thất tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh. Người tuổi Ất Hợi gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình. Người tuổi này cần có kế hoạch. Và nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể tìm được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tháng này có nhiều phương diện của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Kỷ Hợi, chủ về khó khăn, gặp mọi sự. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước hơn trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!